Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Quý vị và các bạn đang thưởng thức bản nhạc Cảm Xúc Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải, do nghệ sĩ ưu tú Trần Luận độc tấu đàn nguyệt cùng tốp nhạc. Bản nhạc mang âm hưởng dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là giai điệu của dân ca quan họ, đã được tác giả sử dụng là chủ đề của bản nhạc để nói lên hình ảnh của quê hương với những cánh đồng xanh mướt, thẳng cánh cỏ bay. Quý vị và các bạn vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đồng bằng Bắc Bộ qua bản nhạc Cảm Xúc Quê Hương, một sáng tác cho đàn nguyệt của nhạc sĩ Xuân Khải. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lên vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc để thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng qua bản nhạc Mùa Trăng do nghệ sĩ ưu tú Đức Liên sáng tác và độc tấu sáo mông cùng dàn nhạc. Thank you.
Về với xứ Huế mộng mơ, chúng ta cùng tận hưởng không khí êm đềm của dòng Hương Giang thơ mộng qua bản nhạc Du Thuyền Trên Sông Hương, sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ Vân Ánh độc tấu đàn bầu cùng tốp nhạc.
Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hữu Xuân là một trong những người nhạc sĩ có nhiều tác phẩm sáng tác mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên như Nhà Rông Trên Buôn Mới, Tây Nguyên Chào Mặt Trời hay Mùa Xuân Đến, v.v. Và trong số đó có một bản nhạc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thính giả, đó là bản nhạc Mùa Hái Quả. Bản nhạc nói về vùng đất đỏ Ba Giang, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản nhạc này do nghệ sĩ Hồ Nga trình tấu với đàn trưng.
Chương trình là bản nhạc hội làng sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài do Giàn nhạc dân tộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hòa tấu. Bản nhạc được tác giả viết trên chất liệu dân ca Bắc Bộ, hòa với âm thanh trong trẻo của các cây nhạc cụ dân tộc như miêu tả không khí sôi nổi của người dân trong những ngày hội của quê hương. Thank you.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.